Úi dồi ôi, bắt được con xe mà ưng nghĩ quá cơ khách hàng nhà mình ơi. Hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản nhập khẩu. Nhưng đây, điều bất ngờ nó sẽ nằm ở đây. Đây là một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan 2 đầu. Rất là hiếm khi, 2 tháng đổ lại gần đây, đây là chiếc duy nhất em bắt được. Đó chính là chiếc xe Hyundai i10 bản sedan đẹp đời 2015. Giá thì 230 triệu, chưa đến 240 triệu mà sở hữu được cho mình một chiếc xe Hyundai i10 đời 2015 bản sedan nhập khẩu đẹp cho em. Trang bị động cơ chỉ có 1.0 thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và bây giờ thì em Lê Hương xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em chi tiết hơn nữa này, quay kỹ cho mình này, gầm, bệ, nội thất, ngoại thất, máy móc. Cụm đèn pha phía trước thiết kế to bản với cái ốp mạ chrome cao cấp siêu sáng rồi. Đèn thì cam kết cho mình không hấp hơi, không ngờ gặp nước này. Bản này là bản sedan thiếu nên là sẽ chưa có cho em là đèn gầm này, chưa có sen trên gương. Nhưng mà máy số con này cực ngon. Trang bị cho em có là đèn có đèn xi nhan ở trên hông này. La răng thì vẫn là la răng zin, chưa lên la răng thể thao, nhìn rất là chất đúng không ạ? Quay cho mình form dáng của em i10 bản sedan này. Ôi đẹp xuất sắc. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì siêu sắc rồi. Sắc nét này, khớp lối thì rất là khít. Những cái đường uốn lượn này nhìn rất là mềm mại luôn. Gầm bệ đẹp, lốp xe cụm hô này, các bác nhìn cho em lốp xe này khít, còn cái rãnh sâu như thế này cơ mà. Gầm bệ đây, quay bên trong cho mình chi tiết luôn, cam kết không mục mọt, không đâm đụng này. Cái ốp gương sáng choang, soi được cả người em trên đây này, rất là sắc nét luôn. Tay nắm cửa của chiếc i10 này ốp mạ chrome hết cho em rồi, có vì chắn mưa cũng thế luôn, ốp hết mạ chrome rất là sáng rồi. Phải nói rằng ưng ý nhất khi mà bắt được chiếc xe đẹp như thế này. Giá cũng rất là đẹp luôn. Vì bắt được giá đẹp nên em sẽ để cho khách hàng nhà mình giá đẹp này. Quay chi tiết ốc cánh bản lề cho mình. Phần táp ly này được bác chủ cẩn thận là bọc thêm cho em nó một cái giả, cái carbon, cái gọi là cái đề can dán là thôi, không phải là treo khuyết điểm mà nhiều khách hàng giống như là cái điện thoại đấy. Các bác ấy mới mua về thì các bác ấy bọc cho em nó một cái cường lực gọi là bảo vệ thôi, chứ không phải là vì xấu hay là cái gì mà treo khuyết điểm. Bác nào thích thì em để nguyên, không thích thì em bóc ra. Cánh chỉ này, cái cánh cửa này, keo chỉ zin này, nốt đinh tán này, gioăng cửa đẹp luôn nhá. Đây, cả cái lỗ thoát nước bé như thế này thôi nhưng cũng đủ để thấy chất lượng chưa ạ? Không hề bị đâm đụng, không hề móp méo, không hề gì xét này. Lút cao su ụ giảm chấn này. Kệ bước chân lên xuống, ốp mạ chrome đẹp rồi, i10. Móc khóa đây. Và có cho em là đây móc khóa này, và có cho em là sticker sản xuất này. Ốc cánh cửa bản lề em quay cho các bác luôn. Nội thất bên trong đây các bác nhìn nhá, quay luôn nội thất này. Ghế da zin chắc chắn này, em lùi xuống về rồi em lái đây là em lùi xuống này. Ghế chỉnh cho em nhá, chỉnh cơ thôi. Sàn sạch sẽ cho em, có thảm rối ở trên rồi, sàn này rất là sạch sẽ này. Vì đây là một bản thiếu nên là sẽ chưa có điều hòa. À rồi, chết chết lại bảo chưa có điều hòa. Chưa có điều hòa thì mua ô đi xe máy đi cho xong. Chưa có túi khí an toàn. Trên vô lăng thì chỉ có cho em là còi này và hai cái phím bấm như này thôi. Bạn này thì chưa có túi khí an toàn nhá. Lại bảo chưa có điều hòa, chưa có điều hòa thì đi xe máy cho xong. Có cho em màn hình giải trí OLED siêu to này, sấy sưởi kính lấy gió 3 vị trí này. Đó, lấy gió này, lấy gió trong ngoài, sấy sưởi kính. Điều hòa là mát 4 cấp này. Đây, điều hòa thì mùa đông thì ấm mát mà mùa hè thì mát sâu. AT cho em. Có cổng sạc 12V thiết kế ở đây nhá, và cái này là để đồ cho em. Cần số 5 cấp số sàn đây ạ. Còn sáng đẹp này. Đây cái dây này củ sạc này, để nguyên khách hàng nó mua em tặng luôn này. Có cho em cái phanh tay đây, phanh tay các bác nhìn này. Phanh tay rất là sắc nét luôn, sáng đẹp. Có bệ chống mỏi tay. Em nghĩ là với cái thiết kế tài ba của cái bác nào thiết kế dòng xe mà lúc nào cũng có một cái cốp như này, chắc chắn là các bác đàn ông muốn là để quỹ đen rồi. Đây các bác nhìn cho em này. Đó, hộp để đồ này, táp lô thì đẹp căng. Gương phía sau này. À gương này để nhìn ở phía sau nhá, chống lóa cho em. Đèn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây. À, mật khẩu gì đây? Bác chủ có một cái mật khẩu gì đây? Giấu rất là kỹ, chắc là một cái mật khẩu gì đấy, Zalo, Zalo gì giấu vợ rồi, giấu rất là kỹ luôn. À, xuất sắc cho em nhá. Táp lô thì đẹp căng. Bây giờ thì em sẽ ra bên ngoài quay khách hàng nhà mình. Cánh cửa phía sau cũng vậy luôn ạ. Gương kính đèn đời rồi. Tất cả gương kính này vì chắn mưa các bác nhìn cho em này. Sáng chưa? Lẹp chân kính sáng quắc quặc luôn này.
Đây lắm cửa rất là đẹp luôn. Ghế sạch sẽ này, xe bộ chiếc xe rất là cứng cáp, mở cửa bon luôn. Táp ly, ôi xuất sắc. Em mày phải loại xuất sắc. Khi mà em Hương đã review một chiếc xe nào mà dùng đến từ xuất sắc thì nó phải là thật xuất sắc các bác nhá. Này, giòn này. Nó cái nút này sẽ cắm vào đây như thế này nhá. Đây là vừa rồi thợ cho em đi xem xe. Em bóc luôn cả cái giòn ra để xem, nhưng cắm lại là ok hết cho em nhá. Đó. i10 đây. Ốp mạ chrome các bác, nhìn hàng ghế phía sau này. Rộng rãi thoải mái cho em, sàn bệ sạch sẽ rồi. Hộp để nước phía sau luôn này. Phía sau có 4 cái cổng cho em như thế này. USB này. Có 4 cổng này. Ghế da đẹp luôn nhá. Bản sedan đẹp chỉ có 238 triệu. La răng đây ạ. Vẫn là la răng zin rồi, chưa lên la răng thể thao. Một bác chủ cũ với một chiếc xe quá là giữ gìn đây ạ. Phía sau thì có cho em là cam lùi đầy đủ này. Vậy là có màn hình này, có cam lùi. Vì em đang mở khoang cốp lên nên là em để nó hơi hở như thế này. Có bọc vô lăng nhá. Bác nào thích thì bọc vào. Nếu mà sợ mà mình lái xe tây lắm nó to thì mình sẽ bỏ ra, còn không thì bọc vào. Khoang cốp đây ạ. Sạch sẽ cho mình, bản sedan mà. Bản sedan thì khoang cốp tương đối. Tất nhiên phải là to đúng ngã ngửa rồi. Cỡ lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên cho em. Đây, tặng cho các bác cái bọc này luôn, để vào đây nhá. Cam lùi, cam hành trình, à cam lùi và màn hình giải trí đầy đủ rồi. Ốp hết cho em mạ chrome cao cấp ở khu vực đèn phía sau này. Đèn phía sau cũng có đèn gầm cho em này. Đèn phía dưới này. Đèn hậu này. Và có đèn báo rẽ trên cao. Lốp phía bên này cũng vậy luôn ạ. Lốp phụ đây. Tay lắm cửa ốp mạ chrome. Gương kính đèn đời. Quay cho bác nhưng mà mình táp ly cửa đây. Wow, xuất sắc chưa ạ? Phải gọi là xuất sắc nhá. Học để đồ này, các bác nhìn i10, bản sedan đẹp cứng luôn. Ghế da zin, thảm sạch sẽ. Máy số cực ngon cho em nhá. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Màn hình giải trí OLED đây ạ. Xuất sắc, phải gọi là xuất sắc. Quay cho mình cánh cửa này. Ốc bản lề này. Táp ly cửa phía bánh trước bên bên cánh phụ cũng vậy luôn nhá. 238 triệu gọi là chưa đến 240 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe này thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Kết nối Zalo cùng số với em. Em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho mình. Bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đến xem phần khoang có khoang động cơ máy móc nhé. Trước khi xuống tiền mua xe thì khoang động cơ máy móc sẽ là một trong vấn đề quan trọng để các bác xuống tiền mua xe đấy ạ. Vâng, và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Hyundai i10 bản sedan hai đầu đẹp đây ạ. 238 triệu. Đời 2015 bản nhập khẩu, số sàn trang bị động cơ thì có 1.0 thôi. Em sẽ quay thật là chậm này, đi thật là kỹ để khách hàng nhà mình được nhìn. Đánh giá hộ em với 230 triệu thì em nói liệu có phải xứng đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Keo cho mình, quay cho mình này. Keo chỉ ghim này, từng cái lút cao su ụ giảm chấn, làm sóc ở cái phần lắp cabo còn nguyên cho em nhé. Máy móc động cơ đây. Nước làm mát này, phanh ABS. À, con này thì chưa có phanh ABS nhé. Đây em nhìn cho các bác này. Khoang động cơ đây nhé. Và vừa rồi thì em Lê Hương ở Tô Hải Dương đã quay cho mình một video chi tiết nhất về chiếc xe Hyundai i10 bản nhập khẩu đời 2015. Giá chỉ có 238 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm đến dòng xe này, yêu thích mẫu xe Hyundai i10 này, nhấc máy lên và gọi cho em qua số hotline 0354602790 hoặc inbox qua Zalo cho em nhé. Địa chỉ bày bán để các bác có thể đến và trải nghiệm là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong khách hàng nhà mình sẽ đến chạy thử xe và cảm nhận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.